Chào quý khán giả, hôm nay kênh Thắng Cò đi bắt rắn mối. Thôi kệ, quay đi, hồi có rồi quay. Quá ướt luôn rồi anh em ơi. Này Thánh ăn gà đừng đi bắt rắn mối nha quý khán giả. Từ con nó nói quay đi. Có nhái hả? Nhái xanh rồi anh em ơi. Đi gắt món gắt mối về tối nay nên nấu cháo ăn quý khán giả. Hồi đi vườn bên kia đó mà. Chạy đi vườn qua vườn có bên ông á. Lỗ anh em ơi. Kiếm chục con không được, kiếm chừng chục con được rồi. Đi qua cây cầu khỉ luôn. Rồi nè, thất thu rồi quý khán giả ơi. Ráng bắt quay kiếm con quay giờ hết dạng thức rồi mà. Chắc đăng lên cho quý khán giả thân thức hành trình đi bắt thôi chứ. Gắn mối không có còn nào chăng. Dính còn cái mối quý giá. Đây. Thánh đang gần bắt đây, nè đứng quay chẳng có ăn coi. Đó, vào chẳng mối đây. Dính còn quý giá ơi, vô bao một nè. Một cái không các bạn. Cầm trong. Chưa từ từ trăm ơi, để thấy trăm ơi, uống trăm ơi. Rồi, một con cái mối. Quá bự rồi. Đuổi rồi, tự nó chạy ấy hả? Chơi ăn. Hai anh em đi bắt à. Rồi giờ bắt ham nữa. Hử? Bắt ham nữa. Ừ. Rồi Thánh người gần chụp mắt đây, bắt cá mối thôi dạ. Con cá mối nó ban đêm nó dạng lắm. Ta dễ bắt hơn là đi câu. Hết biết rồi. Đó. Cái đó luôn. Hết biết rồi. Quá trời ơi, nó bự lên em ơi. Giờ đi qua vườn khác với khán giả. Giờ quay mấy cái trái bao rồi. Cái này là vườn Na Thái của anh Phương kế bên. Nghe nè. Tôi đang đi ngoài vườn của ông Trâm nè. Đang đi sâu nè. Không biết nào điện không, tôi điện không được rồi, ông điện không coi. Tôi điện không bắt máy nè. À, ông đã bắt ra phải không? Rồi Phong đem hết kìa. Vậy giờ đi vô vườn của hàng xóm. Có các bạn ơi kìa. Có. Rồi, một con gắn mối nữa quý khán giả. Đây, nó cái nó rồi. Đây, gắn mối này. Đây nó bị xuống rồi. Rồi. Mối nha, Thánh đang gần bắt cái mối nha.
Đây bây giờ cái mối này nè, bao vào vô. Hai con này luôn hả vậy? Phải nói không? Dạ. Nói rồi. Các bạn ơi, bắt hai con nữa. Bỏ đi anh. Chỉ quà không nha. Là hai con nó luôn hả? Nó đó. Một con nữa quý khán giả. Chào hẹn ai. Đó, quá trời, sáng kêu rồi, sáng kêu rồi, sáng kêu rồi, giả rồi. Đó. Mối là đủ kiểu chút xíu. Lôi nãy giờ cỡ nửa cây số không dạ. Mới được 3 con. Hai con bắt 2 lần. Xảy ra bắt lại. Nếu quý giả thấy cái kênh của mình hay đăng ký cho mình quý giả. Lá xài chứ không? Nó cũng lá xài lắm. Mình đợi thêm con nha các bạn. Khánh năng này đắt đi. Đợi thêm một con nữa quý vị. Quá trời ngon. Đây. Mày cầm đây, cầm vô. Vậy. Cầm vô xúc 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 nha. Rồi, xong. Nay thất thu rồi. Bắt được 4 con. Không biết nữa. Bà này có. Bây giờ chuyển qua vườn nhãn rồi quý khán giả. Đó, giờ qua vườn nhãn coi mà sớm bắt. Thấy không? Thấy. Thoát ra từ từ vô. Gừng ơi. Bắt con này cho mày. Chạy giống cắm cây à. Để cầu cứu sư phụ. Thánh ăn người rừng bắt mới được. Ở đâu? Thấy không? Đây đó, đang nè. Bao vậy nè, bao vậy nè. Hay quá. Dính một con nữa quý khán giả ơi. Biết bự rồi.
một con nữa quý khán giá. Ù nó đi khác kìa. Ù. Vương không bắt được con nào cho quý khán giả, phát hiện một con một mà để ông kia bắt. gắn mối thì nếu bằng ngày mà chúng ta câu là sáng tới chiều chừng chục con cái gì, còn đi ban đêm phải không phải là 1 kg 2 kg là bình thường nếu có, còn mình đi câu dù gắn mối có nhưng câu chắc gì gắn mối ăn á, đi sâu giờ là hiệu quả hơn. Ngon quá hả? Dính con quý giả ơi. Nói gắn mối bắt ban đêm là dễ ăn nhất. Câu là dễ gì ăn được đó. Cái quý này Thánh ăn gừng nhớ quý giả. Tức là bắt gắn mối là chúng ta phải lấy cây quơ này quý giả. Nó quơ gắn mối nó nhảy lên là ban đêm nó không có chạy. Nhảy lên nó nằm nó chờ mình bắt nó. Cho nên dễ lắm. Dễ ăn lắm. Vườn nào mà có chừng 100 con là bắt khoảng 90 con. Còn 10 con là tại vì nó trốn kỹ quá. Lại một con nữa quý khán giả chạy vô trong đám cây. Đó. Nó bắt lên trong, nó bắt cái bình bình hơn bên kia. Qua chạy qua đây. Thôi từ từ. Bắt bắt bắt. Rồi. Chạy rồi. Chừng cóc không? Có là chạy xe xe thôi. Đi thôi em chăm ơi. Thôi vậy. Nó. Đứng 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 đó. Nè. Nghe coi. Chưa đang bắt ngoài vườn nè. Thôi chạy 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 chạy. Xíu à thôi, xíu à. Thôi. Đang bắt. Không rồi. Tập. À rồi rồi, vô không sao rồi, có không? Giờ anh vô đi rồi, em sao vô giường này nè, gần như nè. Chấp hai tay. Trời ơi. Dạng ra không chăng? Dưới cây đó. Người chụp gắn mối cũng hay mà thằng quay phim cũng hay nữa. Quay phim cũng phải nhìn cặp nữa. Xác ơi, kê gắn mối cho xác ơi. Theo quý khán giả, ban đêm bắt là thôi, chất lượng. Tao giả hết gắn mối rồi, nay tối quá rồi.